大家好，欢迎大家来跟老师一起练习口语发音 A3级水平第十五课。chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại và cùng với cô luyện tập phần dịch Việt Trung trình độ HSK3 bài số 15 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn vào bài ngày hôm nay. Y. Chuyên ngành của bạn không có vấn đề gì, nhưng bạn vẫn cần phải nâng cao cái khả năng tiếng Trung của mình thì tốt hơn. Xin khai sử. Kế hoạch sản xuất ngày hôm nay thì khi nào hoàn thành? Chỉnh. San, ý nghĩa của câu này vẫn chưa được rõ ràng lắm. Bạn sửa lại một chút đi. Chỉnh. Sử, chỉ cần bạn đối xử tốt với người khác thì họ cũng sẽ đối xử tốt với bạn. Chỉnh. Ủ, lên mạng ngoài việc có thể đọc tin tức ra, còn có thể mua sắm, xem phim hoặc nghe nhạc. Chỉnh. Liều, ngoại trừ Tiểu Vân ra, tất cả những người khác đều đến hết rồi. Chỉnh. Chi, cô giáo yêu cầu chúng tôi dùng 5 chữ để viết một đoạn văn ngắn. Chỉnh. Bạn có yêu cầu gì với công việc này không? Chỉnh. Chiều, cô ơi, cô vừa giảng cái gì? Em không chú ý. Chỉnh. Sử, bạn phải học cách tiết kiệm tiền, đừng có tiêu tiền linh tinh. Chỉnh. Sử y, Tết là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Việt Nam và người Trung Quốc. Chỉnh. Sure. Tại lễ hội bia, ngoài được uống bia, bạn còn có thể xem các tiết mục múa hát khác nhau ở hai bên đường phố. Chỉnh. Sư San, học sinh lớp chúng tôi đến từ các nước trên thế giới. Chỉnh. Zaijian.